Galaxy Cinema tưng bừng chào đón thành viên thứ 9 tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời cùng những bộ phim điện ảnh bom tấn hấp dẫn. Tháng 6 này, Galaxy Cinema ra mắt cụm rạp thứ 9 tại trung tâm văn hóa quận 12, thành phố Hồ Chí Minh với 7 phòng chiếu hiện đại, công nghệ âm thanh Dolby 7.1 sống động với hơn 1.300 chỗ ngồi. Galaxy Trung Chánh hứa hẹn sẽ là địa điểm giải trí lý tưởng cho các bạn trẻ trong thời gian tới. Nhân dịp khai trương, Galaxy Trung Chánh gửi đến các bạn những chương trình ưu đãi siêu khủng, xem phim miễn phí, giảm 50% vé phim, giảm 50% bắp nước cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn. Xem phim miễn phí, trải nghiệm như ý, chính thức khai trương ngày 19 tháng 6 năm 2017 đến ngay Galaxy Trung Chánh tại trung tâm văn hóa quận 12, số 9 quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh bạn nha.